Tùy Tiên thay mặt cho công ty Fast Home xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Làm Giàu Không Khó. Cũng như thường lệ thì Tùy Tiên sẽ chia sẻ về những cái chủ đề tài chính cũng như những cái quỹ đầu tư. Tuy nhiên trong ngày hôm nay cho Tùy Tiên xin được mượn cái talk show này để chia sẻ về quý vị những một cái chủ đề khá là đáng chú ý, đó là cái việc sa thải nhân sự ở tại Silicon Valley. Và năm 2023 vừa qua, như quý vị cũng biết, một trong những công ty lớn nhất ở tại nước Mỹ, đó là công ty Google, đã gây sốc với cái đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử của họ, là đã cắt giảm khoảng 6% lực lượng lao động, tương đương với 12.000 người đã bị mất việc trong 2023 vừa qua. Thì cũng tính đoán theo cái tờ Financial Times á, thì trong 2023 vừa qua cũng đã có hơn 20 ngân hàng lớn nhất thế giới đã gọi là cắt giảm cái nhân sự của họ, và có khoảng hơn 62.000 người đã bị mất việc. Và một cái tình trạng, theo như cái tình trạng sa thải này thì chủ yếu những cái gọi là những công ty trong lĩnh vực công nghệ, như là công ty Meta, Amazon, Microsoft, Google, eBay, v.v. Thì trong cái nói chung nha, trong năm 2023 thì họ đã sa thải tổng cộng, tính tới cuối năm 2023 là có hơn 225.000 người đã bị mất việc. Và đầu năm nay, tức là tháng 1 năm 2024, thì cũng đã có khoảng 25.000 người đã bị gọi là tiếp tục bị sa thải. Thì một trong những cái nguyên nhân, theo giáo sư Jeff Sherman tại trường Đại học Kinh doanh Foster thuộc Đại học ở tại Washington, thì theo ông, một trong những lý do sa thải đó là với cái việc sa thải của công ty nhỏ, vì họ đã cạn cái nguồn vốn hoặc là cái nguồn tiền mặt để tiếp tục gọi là operate, điều hành công ty của họ. Còn riêng về những công ty lớn, họ cảm thấy rằng cái việc sa thải của họ là cần thiết để có thể giúp cho họ vận hành công ty tốt hơn. Ngoài ra nữa, mỗi một cái đợt sa thải như thế thì những cái công ty lớn, phần đông giá cổ phiếu ở tại thị trường chứng khoán của họ đã gọi là tăng sau mỗi cái đợt sa thải như thế. Vì thế các công ty lớn không có lý do gì mà để dừng lại cái việc sa thải cả. Song song đó, để cho họ làm, phải nói là làm hài lòng các nhà đầu tư, thì những công ty lớn cũng phải tiếp tục cái việc sa thải mà có được cái sự gọi là thu giảm về cái việc mà chi trả cho nhân viên của họ. Đó. Và có phải nói là với cái thị trường về lĩnh vực công nghệ hiện nay, thì cái xu hướng của các tập đoàn lớn như thế, thì cái việc mà là các doanh thỏa những cái nhân sự đó là về cái ngành nghề công nghệ càng ngày càng phải nói phát triển, thì cái sự phát triển mạnh mẽ này thì thường á, là nó bị dao động bởi cái công nghệ trí tuệ nhân tạo, tức là cái AI. Thì hiện nay AI đang gọi là thay thế con người để có điều hành về những ngành nghề hoặc là những lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như hiện tại công ty Google đã sử dụng AI để có thể hỗ trợ về cái gọi là cái mặt quảng cáo của họ, và cái sự gọi là dùng AI Google để phát triển và cũng giống như là tự gọi là điều hành cung cấp đó, thì cái sự nhu cầu về nhân sự trong cái phần quảng cáo, run cái quảng cáo của Google thì là không cần thiết nữa. Chính vì lý do này cho nên phần đông những công ty công nghệ hiện nay sẽ tiếp tục cái xu hướng mà sử dụng AI. Cho nên đối với năm 2024 tới đây thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ thấy cái lượng gọi là sa thải sẽ được tiếp tục. Chính vì đó, nếu quý vị nào hoặc là mình đang làm trong cái ngành nghề công nghệ thì dĩ nhiên mình cũng sẽ có cái sự lo âu đó. Và cái sự lo âu này của chúng ta đó là cái việc gọi là làm sao có đủ cái tài chính để mình lo cho gia đình mình. Đó. Một khi mình đã mất đi công ăn việc làm rồi thì chắc chắn rằng cái nguồn gọi là tài chính của mình cũng sẽ bị gọi là giảm, hoặc là mất đi nguồn tiền thu nhập của mình. Chính vì vậy, cái việc đầu tiên chúng ta nên làm, nếu trong trường hợp chúng ta rơi vào cái tình trạng gọi là bị sa thải bởi hãng của mình, thì mình phải chăm sóc cái tài chính của mình cũng như gia đình mình.
Chăm sóc ở đây có nghĩa là thường chúng ta sau khi bị sa thải thì hãng sẽ gửi cho chúng ta một cái package. Thì trong cái package đó nó có gọi là cho quý vị cái quyền lợi, và quý vị sẽ nhận được cái nguồn tiền gọi là trợ cấp của họ bao nhiêu tháng vân vân. Hoặc là có thể quý vị đăng ký cho để lãnh cái tiền gọi là thất nghiệp, tức là cái tiền EDD. Nhưng mà trong cái gọi là cái quỹ tài chính, dĩ nhiên chúng ta cũng biết rằng khi mình đi làm mình có những cái quỹ gọi là đầu tư khác nhau, từ cái những cái quỹ gọi là cổ phiếu của mình nha, hoặc là cái quỹ hưu trí của mình tức là 401k, hay ngay cả cái nguồn tiền tiết kiệm của mình đang có ở tại những ngân hàng. Thì đó là những cái gọi là cái nguồn đầu tư hoặc nguồn tiền mà mình dao động khi mà mình vẫn còn đang có việc làm. Tuy nhiên sau khi mình đã mất việc rồi thì những cái quỹ đó mình cần bỏ cái thời gian để mình chăm sóc, để làm sao mình không phải bị gọi là gặp phải những rủi ro. Ví dụ như nếu quỹ đầu tư gọi là cổ phiếu của quý vị ở tại thị trường chứng khoán, dĩ nhiên thì nó phải theo thị trường, có ngày lên và có ngày xuống. Nhưng mà khi mà chúng ta đã mất việc công ăn việc làm rồi thì dĩ nhiên cái sự lựa chọn đầu tư của mình nó phải conservative hơn, tức là mình phải gọi là giảm cái sự rủi ro nó đi. Vì bây giờ mình đã bị mất cái nguồn thu nhập rồi. Đó. Ngoài ra hơn nữa là mình phải xem xét lại những cái tiền hiện tại mình đang có từ cái quỹ tiết kiệm, hoặc là ngay cả cái quỹ hưu trí cũng vậy. Thường là sau khi mình nghỉ việc thì mình sẽ có 60 ngày để có thể chuyển cái tiền hưu trí của mình qua những cái chương trình gọi là cố định hơn, hoặc là có được cái nguồn gọi là tiền lời đáng kể. Hiện nay theo Thủy Tiên được biết thì những cái gọi là chương trình gọi là chương trình hưu trí đó quý vị, nó cũng cho quý vị khoảng 12% phân lời trong vòng 1 năm cho những cái quỹ đó. Cho nên nếu trong trường hợp quý vị đang bỏ cái tiền hưu trí của quý vị vào thị trường thì không biết có ngày lên ngày xuống, thì sau khi là bị mất việc thì mình không thể nào gọi là có thể tham gia những cái chương trình rủi ro như vậy được. Thì cách tốt nhất mình nên làm đó là bỏ vào những cái gọi là chương trình tiền lời cố định. Thì những cái chương trình tiền lời cố định hiện nay, vì cái tiền tiền lãi suất ở ngoài thị trường nó lên rất cao, cho nên chính vì vậy những cái chương trình của những cái quỹ gọi là IRAs hoặc là 401k nó cũng có được cái phân lời cao hơn so với trước đó. Cho nên chính vì vậy quý vị hãy tận dụng thời gian này. Nếu trong trường hợp quý vị đang có một lần nữa những cái quỹ đầu tư từ cổ phiếu tới những quỹ hưu trí, hay những cái pension plans, hay là ngay cả những cái quỹ mà quý vị phải chi ra đó, thì quý vị hãy xem xét lại để làm sao những cái nguồn tiền mình chi ra không có quá nhiều như vậy. Tại vì mỗi một cái chương trình quý vị đang tham gia vô, nó cũng giống như là một cái chiếc xe quý vị đang đi. Hằng năm nó đều có ra đời một cái mẫu mới. Thì chương trình tài chính cũng vậy, hàng năm hay là mỗi 6 tháng cho tới 1 năm thì họ cũng có ra những cái chương trình mới. Thì quý vị chỉ cần upgrade, tức là chuyển những cái quỹ đó, chuyển cái quỹ đầu tư đó với những cái chương trình mới nhất ở ngoài thị trường. Thì phần đông là quý vị sẽ thấy quý vị chỉ có lợi thay vì có hại. Tại vì khi mình upgrade như vậy là mình thay đổi chương trình của mình, dĩ nhiên mình phải có cái tốt hơn thì mình mới thay đổi. Còn nếu trong trường hợp mình cảm thấy rằng nó không có cái ích lợi gì cho mình, dĩ nhiên là mình sẽ không thay đổi gì cả. Đó. Nhưng mà một lần nữa quý vị cũng phải hiểu rằng chương trình tài chính nó cũng giống như đi một chiếc xe. Cái chiếc xe đó, nếu mà mình đang đi chiếc xe 10 năm trước so với chiếc xe ngày hôm nay, nó cũng sẽ khác. Ngày hôm nay thì dĩ nhiên là mình sẽ có một chiếc xe, nó có nhiều cái gọi là cái function trong đó. Và cái chương trình tài chính cũng vậy. Chương trình của 10 năm trước nó cũng sẽ khác với chương trình ngày hôm nay. Cho nên cái điều duy nhất quý vị cần nên làm đó là nhìn lại những quỹ tài chính của mình hàng năm để di chuyển hoặc là thay đổi làm sao mà mình có thể có được cái gọi là về cái lợi nhuận cho mình á tốt hơn, hoặc là có cái lợi cho mình về cái vấn đề gọi là chăm sóc tài chính của mình. Đó. Cho nên nếu mà quý vị có những cái câu hỏi hoặc là muốn biết thêm chi tiết hơn nữa về những cái chương trình tài chính đặc biệt cho những quý vị nào mới bị sa thải, hoặc là đang tìm cho quý vị những cái giải pháp an toàn về cái mục đầu tư đó, thì quý vị có thể gọi cho công ty một lần nữa ở số đó là 1-800-358-5218, 1-800-358-5218.
Sở dĩ mà hôm nay Thủy Tiên lựa cái chủ đề về cái việc gọi là sa thải nhân sự ở tại Silicon Valley để chia sẻ đó là vì Thủy Tiên biết được rằng thật sự ra trong cái thời gian vừa qua thì Thủy Tiên cũng có dịp trao đổi với một số quý vị khách hàng hoặc là gặp gỡ một số quý vị khách hàng. Thì cái điều mà Thủy Tiên thấy rằng là cái nền kinh tế hiện nay nó đã làm gọi là làm khó, hoặc là có rất là nhiều gia đình đang gặp những cái sự khó khăn về tài chính, cũng giống như các chủ của các cơ sở thương mại hay là các nhà đầu tư cũng vậy. Họ thấy cái nguồn tiền mà để gọi là kiếm đó, bây giờ đó, nó rất là khó khăn. Cho nên chính vì vậy khi mà những cái gọi là cái người dân khi mà bị mất công ăn việc làm đó thì dĩ nhiên họ cũng sẽ giảm đi cái sự gọi là chi tiêu của họ hàng tháng. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái phần nho nhỏ mà mình làm trong cuộc sống thôi. Cái mà mình đáng lưu ý tới nhất một lần nữa đó là cái tài chính tổng thể của gia đình. Tài chính đây giống như một lần nữa Thủy Tiên chia sẻ bao gồm tất cả những cái gì liên quan tới cái nguồn tiền mà quý vị phải chi ra hay là thầu vô. Thầu vô thì dĩ nhiên tức là mình đăng lời, đúng chưa? Nhưng mà phần đông như quý vị cũng thấy là mình sẽ thấy đó, hàng tháng mình sẽ phải chi ra những cái nguồn tiền đó. Cho nên chính vì vậy là mình phải chuẩn bị cho mình, chăm sóc cho mình, chăm sóc cho gia đình mình bằng cách là có một cái tài chính ổn định nha quý vị. Một lần nữa, nếu quý vị có câu hỏi thắc mắc hoặc là cần cái sự tư vấn thì quý vị có thể gọi cho công ty hoặc là cá nhân của Thủy Tiên cũng được nữa. Ở số đó là 1-800-358-5218, 1-800-358-5218. Thủy Tiên xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và hy vọng rằng với cái chia sẻ của Thủy Tiên sẽ giúp cho quý vị trong cuộc sống tài chính hàng ngày sẽ có một cái việc gì đó hoặc là một cái điều gì đó ích lợi cho quý vị. Và nếu quý vị có một lần nữa thắc mắc câu hỏi, quý vị có thể gọi nha. Ở số đó là 1-800-358-5218, 1-800-358-5218. Thủy Tiên xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp tất cả quý vị vào cuộc talk show trong chương trình Làm Giàu Không Khó lần tới.